Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp Grammarly vào Word. Như bạn biết, Grammarly là một phần mềm rất là hữu ích giúp chúng ta có thể viết tiếng Anh tốt hơn. Trong các video trước thì tôi đã hướng dẫn bạn cách để sử dụng Grammarly trên web và tích hợp nó vào trong trình duyệt Google Chrome. Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tích hợp vào Word để có thể kiểm tra tiếng Anh ngay trên Word. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi là Tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở Google ra và chúng ta sẽ tìm kiếm cái chữ là Grammarly để chúng ta tới được cái trang web của Grammarly. Trong trường hợp mà bạn không tìm thấy thì bạn có thể nhìn thấy cái đường link mà tôi để ở trên màn hình. Sau khi click vào thì chúng ta tới được cái trang web của Grammarly. Và bây giờ nếu mà chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta cần phải đăng nhập vào trong Grammarly. Thì chúng ta nhìn thấy có chữ login ở bên phía tay phải ở phía trên này này, chúng ta click vào đây một cái. Và nếu mà bạn có tài khoản rồi thì bạn lúc này bạn chỉ cần nhập cái email của mình vào đây và sau đó thì click continue và lúc này thì bạn có thể đăng nhập vào trong Grammarly. Thế còn trong trường hợp mà bạn chưa có thì bạn cần phải click vào I don't have an account này, đấy. Để bạn có thể đăng ký cho mình một cái tài khoản. Và lúc này để mà đăng ký thì bạn chỉ cần nhập cái email của bạn vào đây, sau đó thì bạn nhập password và bạn đánh cái tên của bạn vào đây. Thì cái việc đăng ký này thì tôi đã có cái video hướng dẫn trước rồi. Và thực ra thì cái việc đăng ký này thì nó cũng rất là đơn giản nên là bạn hoàn toàn có thể tự làm được thì sau khi mà bạn đã có tài khoản rồi đúng không thì bây giờ tôi lại quay lại cái cái trang web lúc đầu nhé để cho bạn dễ hình dung nhé giờ chúng ta sẽ vào này Grammarly này đấy bây giờ tôi làm lại từ đầu để cho bạn dễ hình dung này Tôi kích Grammarly này đấy vào cái đường link Grammarly nhé đấy sau đấy tôi sẽ kích vào login này đấy Giả sử như là bạn đã đăng ký được cho mình một cái tài khoản rồi thì bạn sẽ đánh cái email của mình vào đây này. Đấy, giả sử đây là tôi đang dùng cái email của tôi nhé. Tôi thích cái continue này. Đấy. Đấy. Lúc này nó sẽ yêu cầu là nhập password. Thế bây giờ tôi sẽ nhập password vào đây này. Đấy, bây tôi đã nhập sẵn rồi. Thì tôi kích sign in một cái. Đấy. Đấy. Thì đến lúc này thì là tôi đã truy cập được vào trong cái hệ thống của tôi đúng không? Nếu trong trường hợp mà bạn có thể muốn sử dụng ở trên web thì bạn hoàn toàn có thể click vào new này. Xong sau đó thì bạn có thể copy các cái tài liệu của bạn vào đây để cho cái phần mềm này nó sẽ kiểm tra cái lỗi tiếng Anh cho bạn đúng không ạ? Đấy thì bây giờ chúng ta, việc của chúng ta hôm nay là không phải làm cái việc đó mà việc hôm nay của chúng ta là chúng ta sẽ cùng nhau tích hợp cái Grammarly này vào trong Word đúng không? Thì bây giờ để làm được việc đấy thì chúng ta nhìn thấy ở bên cạnh này này có cái chữ app này này. Thì chúng ta kích vào cái chữ app nhé. Đấy kích vào app một cái. Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó cho phép chúng ta tích hợp vào một số những cái ứng dụng. Đấy thì bây giờ cái việc của chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ tích hợp cái ứng dụng này vào trong cái uh, phần mềm là Microsoft uh, Office tức là phần Word ấy. Chúng ta lưu ý là để mà chúng ta có thể tích hợp được Grammarly vào Word ấy thì rõ ràng là chúng ta sẽ sẽ phải cài cái Word ở trên máy máy tính của chúng ta rồi. Thì ở đây thì trong trường hợp này thì tôi đang cài cái bản Word uh, tốt nhất bây giờ đó là Word 365. Tất nhiên là bạn cũng có thể cài ở trên Word 29 hoặc là 26 bạn cứ thử làm xem. Thế nhưng mà hiện nay thì tôi đang làm ở trên Word 365. Thế nên nên nếu mà bạn nào có Word 365 thì bạn sẽ có cái kết quả giống hệt như tôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ kích vào install nhé. Đấy, kích vào lại. à, trước khi mà kích vào install bây giờ tôi sẽ mở Word lại để cho bạn thấy rằng là hiện nay ở trên Word của tôi nó đang không có cái gì cả đúng không? Và khi sau khi chúng ta cài đặt xong thì nó sẽ thay đổi như thế nào? Đấy, bây giờ tôi kích vào đây này. Đấy. Thì chúng ta thấy này, Đấy, hiện nay ở trên uh, cái Word của tôi thì nó không có cái biểu tượng nào liên quan đến uh, Grammarly cả. bây giờ chúng ta bây giờ chúng ta tích hợp vào để chúng ta xem là nó thay đổi như thế nào nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ đóng. Để mà tích hợp được thì tất nhiên là bạn sẽ phải đóng Word lại đã. bởi vì nó lúc nó cài đặt thì nó yêu cầu là chúng ta phải tắt Word. Đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kích Install này. Đấy. Đấy, sau khi mà chúng ta kích vào install thì tự động nó sẽ tải về cho chúng ta một cái phần chạy để chúng ta cài đặt nhé. Đấy thì nó đã về tải về máy rồi Để tôi, tôi chỉ việc click vào đây thôi Nó sẽ về cái góc phía dưới này nhé Đấy. Đấy Trong trường hợp mà bạn không nhìn thấy ở đây Thì bạn có thể uh, đi vào trong cái phần mà Cái folder mà bạn quy định cho cái việc tải phần mềm xuống ấy Đấy Nó click vào đây nhé Đấy thì nó sẽ chạy Đấy thì lúc này nó sẽ hỏi chúng ta là chúng ta có muốn cài đặt không này Chúng ta kích Get Start này. Đấy. Thì nó sẽ nói là nó sẽ tích hợp cái Grammarly vào Word này hoặc là nó tích hợp vào Outlook đúng không? Cái Outlook là cái phần mềm quản lý email đấy. Thì tùy bạn thôi. Nếu mà sử như bạn chỉ muốn vào Word thì chúng ta chọn Word thôi, còn muốn cả hai mình tích cả hai. Để tiết kiệm thời gian này tôi chỉ chọn là cho vào Word thôi đã nhé. Tôi kích install này, đấy. Đấy, như vậy là xong nó đã nói là chúng ta đã cài đặt xong, chúng ta kích finish này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mở Word ra nhé. Đây mở quốc gia này. Và lúc này chúng ta nhìn thấy là chúng ta có cái biểu tượng là Grammarly ở trên này này. Chúng ta đã có một cái menu nhé. Có có một cái menu Grammarly ở trên này, đấy. Chúng ta click vào đây thì chúng ta thấy là nó có các cái tính năng ở, ở phía trong này đúng không? Đấy, hoặc là chúng ta nhìn ở phía bên ngoài này này, nó có chữ là Open Grammarly đúng không? Thì bây giờ chúng ta muốn cái Grammarly này hoạt động thì chúng ta sẽ phải click vào đây để chúng ta uh, khởi động nó đúng không? Chúng ta vào đây một cái. Đấy. Và sau đấy thì nó sẽ cho chúng ta một cái là biểu tượng là login là chúng ta phải truy cập vào chúng ta dùng cái tài khoản mà chúng ta đã tạo ra đấy để chúng ta login vào đây tức là chúng ta đăng nhập vào đúng không hoặc là ở trên này nó cũng có cái chữ login này chúng ta cũng có thể click vào đây click vào đây cũng được đấy đấy sau khi click vào thì chúng ta nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái trình duyệt và sau đó thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải đăng nhập vào đúng không bây giờ chúng ta đóng lại nhé hoặc là chúng ta cũng có thể login tức là chúng ta đăng nhập vào đây đấy chúng ta click vào đây một cái này đấy thì nó cũng ra thôi, hai cái nó hoàn toàn giống nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đăng nhập vào đúng không? Thì để đăng nhập vào thì chúng ta sẽ đánh cái tài khoản của chúng ta vào đây, hoặc là nếu mà bạn đăng ký cái tài khoản Grammarly này thông qua Facebook hoặc là Google đúng không? Thì bạn có thể sử dụng các cái nút ở phía trên này. Đấy bây giờ tôi sẽ đánh cái email của tôi vào đây nhá. Email chính là cái cái tài khoản của tôi đấy. Rồi À, tôi kích continue này Đấy. sau đó thì tôi sẽ phải nhập password của và tôi vào đúng không sau đó thì tôi kích vào sign in tôi nhập sai password Đấy, nhập lại ok Đấy là như vậy thì nó đã thông báo là nó đã cho phép tôi đăng nhập vào trong cái Uh, hệ thống Grammarly đấy bây giờ chúng ta sẽ phải kích vào Open đúng không đấy. đấy thì lúc này chúng ta có thể đóng vào rồi và chúng ta thấy là đây này cái hệ thống nó đang chạy này đấy hệ thống bên chạy cạnh này này sau khi tôi đăng nhập vào đấy thì cái hệ thống này nó đang chạy đấy và lúc này thì nó đã nó đã chạy xong bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm chúng ta sẽ copy một cái đoạn văn bản vào đây và để mình xem xem là cái hệ thống này nó kiểm tra lỗi như nào đúng không đấy giả sử như là tôi đã cho một cái văn bản vào đây rồi đây là một cái văn bản bằng tiếng anh đúng không bây giờ giả sử như tôi sửa sai đi một chút đúng không một số tạo tự cố tình tạo ra một số lỗi đúng không đấy và sau đó thì chúng ta thử xem ra là hệ thống nó có kiểm tra nó có phát hiện ra những cái lỗi này không đấy thì chúng ta khi mà chúng ta viết đúng không và chúng ta thấy có cái lỗi thì tự động cái hệ thống này nó sẽ hiện lên nó sẽ bôi nó sẽ bôi đỏ ở phía dưới này đúng không là hệ thống nó đang chạy và nó thông báo ngay bên cạnh này này đấy trong trường hợp này nó báo là lỗi này đấy thì khi chúng ta kích vào đây một cái thì ở trên word này này nó sẽ hiện ra là một số các lựa chọn để chúng ta lựa chọn để chúng ta chỉnh sửa đúng không thì nó đang báo ở đây là newborn này viết là sai này cho tôi kích vào đây một cái đấy như vậy là đã sửa được cái này rồi đúng không tiếp theo này đấy tôi thấy nó lại thấy ở đây sai này đấy thì tôi sẽ kích vào đây một cái đấy thì là nó sẽ biến mất đúng không đấy analysis này thì nó báo là viết như này là không đúng đấy nhưng mà tùy trong trường hợp nếu mà chúng ta thấy là chúng ta đúng cái ý của chúng ta rồi thì chúng ta không không thay đổi nữa còn không thì chúng ta có thể thay đổi đúng không cái chữ này cũng sai này đúng không đấy chúng ta phải sửa lại đấy, đấy ngoài ra nó còn một số những cái lỗi khác đấy thì đấy là cách mà bạn uh, sử dụng cái grammarly ở trong word thì đối với lại cái trong cái trường hợp mà tôi đang mô tả với bạn ở đây thì tôi đang sử dụng một cái cao Grammarly tôi đăng ký hoàn toàn miễn phí nhé. Thì bạn cũng có hoàn toàn có thể đăng ký một cái cao như này để bạn có thể check những cái lỗi cơ bản. Đối với lại các cái văn bản mà chúng ta viết tiếng Anh đúng không? Thì nó sẽ kiểm tra các lỗi tiếng Anh rất là cơ bản. Thì cái này cũng rất tương đối là thuận lợi đối với lại các bạn mà viết các bài báo quốc tế. Thì bạn có thể sử dụng cái Grammarly này để bạn có thể kiểm tra những cái lỗi tiếng Anh rất là sơ đẳng thế còn nếu mà giả sử như bạn nào mà có điều kiện thì bạn hoàn toàn có thể mua cái bản mà Grammarly trả phí thì cái bản Grammarly trả phí thì nó sẽ kiểm tra cái độ trau chuốt của các từ ngữ và thậm chí nó có thể đưa ra các cái khuyến nghị liên quan đến các cái câu chữ đấy, các cái câu có thể viết lại câu nó hướng định hướng là viết câu như thế nào đấy cho nó phù hợp đúng không đấy thì đối với đây cái bản trả phí thì mỗi năm thì bạn sẽ phải trả khoảng hơn 100 đô thì đấy đấy mình sẽ click vào đây xem đấy thì ở đây thì họ có cho chúng ta Click vào đây nhé premium issue này hoặc là ở phía dưới này này đấy, thì nó nói là gì nó sẽ có nếu mà bạn dùng cái bản premium này thì nó sẽ giúp chúng ta hiệu chỉnh một số các cái từ ngữ tức là nó cho chúng ta thêm nhiều lựa chọn về từ ngữ hơn này nó có thể kiểm tra về các cái câu mà chữ nó viết hơi rối này hoặc là nó sẽ làm cho cái câu nó trong sáng hơn thì ở đây thì bạn có thể sử dụng thử nó sẽ cho chúng ta sử dụng thử cái bản này đấy, hoặc là chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể mua luôn đấy, tùy tùy trường hợp và tùy điều kiện của bạn đấy, tôi kích vào đây một cái này đấy thì ở đây thì họ giới thiệu là nó sẽ có cái bản premium này bản business này đấy và giá nó ở phía dưới này này đấy và các cái tính năng nó để ở dưới này này đấy thì cái bản premium này thì là nó đâu đó khoảng 12 đô một tháng đúng không đấy thì bạn nhân lên 12 tháng thì bạn sẽ biết là một năm bạn sẽ phải trả bao nhiêu và thường thì họ sẽ có những gói là thu phí một năm một năm thì phải đấy thế nhưng mà tuy nhiên là trong trường hợp mà bạn không phải viết quá nhiều và tóm lại là chúng ta chỉ uh, hạn chế những cái lỗi sơ đẳng thôi thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái bản là miễn phí thì cũng tốt rồi. Tôi thấy cái bản miễn phí này là, là tương đối tốt. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.